Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập tiếp theo, là bài tập trên trang số 33, nhận biết to nhỏ, to nhất, nhỏ nhất. Và đây thì bài yêu cầu chúng ta là gì nhỉ? Em hãy nói xem trong mỗi bức tranh phía trên, cái nào to hơn, cái nào nhỏ hơn. Nói xem trong bức tranh phía dưới, cây nào to nhất, cây nào nhỏ nhất. Nối số thứ tự từ bé đến lớn với cây thứ tự từ nhỏ đến to. Thế là có phần 2 phần bài tập đúng không nào? Chúng ta cùng xem các bức tranh phía trên nhé. Có hai cái cây này, cái gốc cây này, hai cái gì xúc xích này, hai cái bút này và hai cuộn, hai cái đoạn dây thừng đúng không nào? Các bạn cùng xem là cái nào to hơn, cái nào bé hơn, to hơn to khoanh tròn vào nhé. Đầu tiên là hai gốc cây thì gốc cây nào to hơn nhỉ? Gốc cây này to hơn đúng không nào? Chúng ta khoanh tròn vào nhé. Với hai cái xúc xích này, mình thấy cái xúc xích này to hơn đấy, mình sẽ khoanh tròn vào cái xúc xích to hơn. Hai cái bút chì thì bút chì sẽ nhỏ hơn cái bút chì màu đúng không nào? Và hai cuộn dây thừng này mình cũng thấy rất là rõ ràng là cuộn dây thừng thứ ở dưới thì sẽ to hơn cuộn dây thừng ở trên các bạn ạ. Vậy là mình đã làm xong phần A rồi. Tiếp tục sang phần B, chúng ta cùng quan sát một bức tranh rất là đẹp này. Khung cảnh rất là đẹp, vẽ các bạn thì đang chơi xung quanh một gốc cây cổ thụ rất là to. Đồng cỏ thì xanh mướt, mưa mượt mượt và các bạn khác cũng đang chơi ở các gốc cây đấy các bạn ạ. Trong này có bao nhiêu cái cây nhỉ? Các bạn cùng đếm với mình nhé. 1, 2, 3, tất cả có 3 cái cây. Vậy bây giờ các bạn xem cây nào to nhất, cây nào nhỏ nhất. Cây mà có nhiều bạn ôm vòng tay nhất thì sẽ là cây to nhất đúng không nhỉ? Rồi cây mà chỉ có một bạn ôm vòng tay thôi thì sẽ là cây nhỏ nhất. Cây này có hai bạn thì sẽ nhỏ vừa vừa, nhỏ nhất và to nhất. Bây giờ các bạn sẽ phải nối nhé. Nối cây to nhất với, nối số thứ tự từ bé đến lớn với cây từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đến lớn, vậy là số 1 chúng ta sẽ nối với cây nhỏ nhất đúng không nào? Số 2 chúng ta sẽ nối với cây to, to hơn cây số 1 nhưng mà không phải to nhất này. Và số 3 mình sẽ nối với cây to nhất là cây này nhé. Như này ạ, kết quả như thế này các bạn đã có làm được giống mình không? Rồi, thời lượng của kênh cũng hết mất rồi. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai với bài nhiều nhất, ít nhất các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.